À, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với kênh Vũ Tuấn cổ phiếu Kim Cương nhận định thị trường ngày 11 tháng 3 năm 2022. Thì cái nhận định đánh giá thị trường cái phiên giao dịch ngày hôm nay và giai đoạn gần đây thì thị trường đang trong cái giai đoạn điều chỉnh và thanh khoản đang giảm dần và cái chiến lược của chúng ta là quản trị danh mục và chuẩn bị các cái cổ phiếu cho nhịp mới. À, thì trước khi đi vào nội dung chi tiết rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. À, thì đi vào nhận định à, cái thị trường ngày hôm nay thì trước hết thì mình sẽ cùng anh chị nhìn về các cái chỉ số index để đánh giá lại thị trường chung xem là phiên giao dịch ngày hôm nay có cái điều gì thay đổi so với cái nhận định của chúng ta ở hai ba phiên ngày hôm trước hay không thì anh chị cũng có thể thấy là với cái phiên giao dịch ngày mùng 8 tháng 3 thì bản thân là mình cũng, cũng nhận định với anh chị là rủi ro sẽ có rủi ro một cái nhịp điều chỉnh đúng không ạ bởi vì các anh chị thấy khi một cái nhịp này nó sideways đi ngang đi lên yếu quá lâu thì sẽ có ở đây thì sẽ có những cái nhà đầu tư mà người ta chốt lời được đúng không ạ thì người ta sẽ, chốt lời bởi vì anh chị nhìn thấy cái thanh khoản ở giai đoạn này nó tăng lên ngoài ra là những cái nhà đầu tư mà người ta chưa kiếm được tiền chưa kiếm được tiền đây thì bao gồm là người ta mua nhưng mà người ta chưa có lợi nhuận hoặc là người ta lỗ nhẹ thì người ta chán à người ta bắt đầu người ta ra thì nó là một cái nhịp rũ cái nhịp rũ ở đây thì giống như mình nhận định với anh chị nó là một cái nhịp rũ về rủi do điều chỉnh đúng không ạ nhưng mà nó lại làm lại là tốt chứ nó không phải là xấu bởi vì sau khi rút xong thì trường sẽ có cơ hội đi lên. đó thì ở đây thì các anh chị nhìn uh, vn index hôm nay thì tăng có 0,4 thôi khối lượng thấp 629 triệu cổ phiếu. À, thì uh, vẫn trong cái tổng thể trong cái, nếu mà dài xét dài hạn thì nó vẫn là trong một cái xu hướng lên nhưng xét trong một cái xu hướng ngắn thì nó có xu hướng giảm và điều chỉnh đúng không ạ? đó thì uh, mình đã chỉ cho anh chị thấy là cái rủi ro nó là cái gì và nó là cơ hội là cái gì thì ở cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó cũng không có gì mới Không có gì mới, nó cũng theo những cái nhận định trước đây của chúng ta thôi Cũng không có gì là mới cả, đúng không ạ? Sau một cái nhịp rơi, đây là nhịp này là nhịp rung lắc, đúng không ạ? Thì phiên ngày hôm nay có cái dòng tiền bắt đáy mua quay lại Tuy nhiên nó cũng chưa nói đi điều gì Nó chỉ thể hiện là nay là cái phiên mà giao dịch thanh khoản giảm dần Rất thấp, đến 30 thế Thanh khoản rất là thấp, có 148 triệu cổ phiếu rồi Up index thì là khá là tích cực, đúng không ạ? Này tăng đều, khá là mạnh HNX khá mạnh. Số lượng cổ phiếu tốt thì uh, trung bình các cổ phiếu tốt thì vẫn hoạt động tốt trên MA10. Số lượng cổ phiếu tốt thì có sự gia tăng so với phiên ngày hôm qua, tuy nhiên là vẫn dưới cái đường trung bình. Thì nói chung ở đây nếu nhận định thị trường thì chúng ta thấy là thị trường vẫn có những cái ảnh hưởng ngắn hạn. Có những cái ảnh hưởng ngắn hạn về việc điều chỉnh. Tuy nhiên là khi mà hết cái giai đoạn điều chỉnh này hoặc là một hai phiên nữa thì uh, các anh chị sẽ thấy là cái khối lượng giao dịch nó sẽ thấp đi. Đấy, là bởi vì những nhà đầu tư, nhà nhà đầu tư nhỏ này người ta đã chạy hết ở đây rồi đúng không ạ thì đương nhiên nó không nó không có khối lượng thì lúc đó thị trường sẽ là một nhịp đi lên anh chị nhé thì chúng ta chờ đi nó sắp có một cái nhịp đi lên rồi nhưng anh chị nhé nó sắp có một cái nhịp đi lên rồi mình cũng không biết là một hai hai hai, hai ba phiên nữa nhưng mà nó sắp có một cái nhịp rồi nhé thì cái nhận định thị trường ở đây cho chúng ta ngày hôm nay ấy, là thị trường có sự rung lắc dù ro điều chỉnh chúng ta hạn chế nắm giữ các cổ phiếu trừ những cổ phiếu kim cương và những cổ phiếu ok này thì các chị nắm giữ ok còn lại chúng ta hạn chế nắm giữ và cơ hội sắp đến rồi hôm nay rất nhiều anh chị đã hỏi là rất nhiều anh chị hôm nay đã hỏi là mua lại được chưa bởi vì buổi sáng các chị thấy thị trường mua lại khá là tốt thì mình cũng trả lời các chị là chúng ta nên bình tĩnh một chút à, chúng ta không nên quá vội vàng cứ mỗi một cái giai đoạn thị trường chạy này này thì lại có rất nhiều những cổ phiếu mà cho chúng ta lợi nhuận đúng không ạ bằng chứng là trong một giai đoạn vừa qua bản thân mình các chị theo dõi kênh thường xuyên thì các anh chị thấy là bản thân là mình cũng chỉ cho các anh chị rất là nhiều những cổ phiếu kim cương đúng không ạ những cổ phiếu kim cương từ thời điểm tháng 2 đúng không ạ thậm chí là từ giai đoạn sau tết à, âm lịch từ ngày mùng bảy tháng 2 gần như các cổ phiếu kim cương rất là nhiều và nếu anh chị nào mà đánh theo cái chia sẻ của mình ở đây thì gần như trong giai đoạn vừa qua thì các anh chị đều có những cái khoản lợi nhuận khoảng từ 20 đến 30 phần trăm tăng trưởng NAV thì đó là cái chia sẻ tuy nhiên là cái nhịp đó thì nó đã chỉnh rồi nó đã chỉnh rồi mặc dù vẫn còn một số mã khỏe để chúng ta có thể giữ ví dụ như một số cổ phiếu dòng dầu khí hoặc là dòng dịch vụ vận tải để vẫn nắm giữ ví dụ thế. Tuy nhiên là sau cái điều chỉnh thì nó sẽ xuất hiện những cái dòng mới hoặc là những cái dòng cũ nó sẽ củng cố và nó tích lũy lại thì chúng ta lại đánh một cái nhịp mới. Thì thông thường thì uh, các chị mua ở những giai đoạn đầu sau những cái điều chỉnh như này vào thì là cơ hội rất là dễ. Nhưng nếu các chị mua ở những cái giai đoạn mà nó rung lắc thì lại khá là nguy hiểm bởi vì trong một phiên có thể cổ phiếu biến động phiếu một từ năm đến 7 phần trăm mà nó âm đến 5 phần trăm thì rất là rủi ro đúng không ạ cho tệ chúng ta là những cái giai đoạn nó rung lắc thì chúng ta hạn chế hạn chế đúng không ạ và khi nó ổn định trở lại khối lượng kiệt dần thì chúng ta lại tham gia thôi thì mình thấy giai đoạn sắp tới sẽ có một cơ hội rất là lớn anh chị nhé sắp có một cơ hội khá là lớn khá lớn là những cái dòng nào thì lát mình sẽ nói với các anh chị à, mình cũng giới thiệu các anh chị một chút rất nhiều anh chị cũng có hỏi về cái sử dụng cái file Excel này hoặc là hỏi nhiều các cái câu hỏi về đầu tư chứng khoán hoặc rất là nhiều nhà đầu nhận rất nhiều anh chị nhà đầu tư mới hỏi rất nhiều những câu hỏi về đầu tư chứng khoán thế nào là đầu tư giá trị thế nào là đầu tư tăng trưởng hoặc là Slim là gì hoặc vla là gì hoặc là cái cách tiếp cận làm sao hoặc là file excel này không hiểu thì uh, nếu như anh chị đặt cái câu hỏi đấy thì cũng mời anh chị tham gia cái khóa học này nhé cái khóa học này miễn phí 100% anh chị nhé nếu các anh chị mua các cách lấy các cái tài liệu các cái bộ DVD của Ken Slim các thứ thì các anh chị trả phí là một triệu rưỡi còn nếu không có thì là miễn phí 100% trăm phần trăm diễn ra vào ngày 20 tháng 3 sắp tới buổi sáng là từ 9 đến 12 giờ và buổi chiều từ 14 giờ đến 18 giờ thì cái khóa học này mình khẳng định nó mặc dù là miễn phí nhưng nó chất lượng hơn rất là nhiều so với những khóa học mà các anh chị thậm chí là học trả tiền đúng không ạ vì là cái buổi học này nó sẽ rất cố đạo và nó không phải là khóa học về truyền động lực hay truyền lược cuộc sống với chị nhé nó là khóa học về kỹ thuật đầu tư chứng khoán đúng không ạ chúng ta sẽ hiểu về đặc điểm của thị trường các cái vận động quy luật vận động của các cổ phiếu đặc biệt là các cổ phiếu thành công chúng ta sẽ hiểu được Ken là gì và viết đây là gì thậm chí là các anh chị học xong khóa này về các anh chị đọc sách Ken các anh chị sẽ rất là dễ hiểu đọc sách của O'Neil thấy là rất là dễ hoặc là các anh chị đọc những cái sách về viết đây gần đây các bạn dịch sách viết đây ở Việt Nam khá là nhiều thì sẽ rất là dễ hiểu và ở đây thì khi các anh chị học xong khóa này thì mình khẳng định với các anh chị là các anh chị sẽ hơn hẳn những cái người mà tiếp cận những cái phương pháp này sai một bậc có rất nhiều người đọc Ken nhưng mà thậm chí không hiểu Thậm chí không hiểu và đầu tư cũng sai rất là nhiều hoặc là VLA cũng vậy thì mình khẳng định là sau khoa học này thì các bạn sẽ có cái những cái hiểu biết về mặt triết lý đầu tư, cái cách cái tiếp cận của Slim và cái phương pháp đầu tư Cancelling đây là gì. Và cũng tặng cho các anh chị một số cái công cụ để các anh chị lọc các cổ phiếu trong đầu tư. Thì đây là giới thiệu để các anh chị có thể đăng ký tham gia khoa học này. À, mình sẽ quay trở lại tiếp. Về thông thường thì chúng ta bao giờ sẽ đi là từ thị trường đúng không ạ? đến nhóm ngành thì đây là các nhóm ngành hiện nay mà chị có thấy nó mạnh ở thị trường chung nói chung ở đây thì mình phân tích lượng hóa lắm nó không một tí nào là là cảm xúc cả và nếu các anh chị mà theo dõi kênh của mình thì ở đây thì mình cũng chia sẻ là sẽ có hai nhóm các anh chị một nhóm các anh chị mà thấy xem theo dõi kênh của mình thì thấy là có vẻ nó khô, khô khan đơn điệu và nhàm chán và các anh chị cảm thấy nó không thú vị đúng không ạ thì đấy là một cái cách còn một số các anh chị mà cảm thấy là ok đây là một phương pháp định lượng rất là hay rất là minh, băng, minh bạch rất là hiệu quả và lượng hóa và tôi có thể kiểm chứng được đúng không ạ kiểm chứng được kết quả và các anh chị sẽ thấy nó rất là thú vị đấy nhưng mà nếu các anh chị mà cảm thấy nhàm chán thì mình thấy là đúng nhé giao dịch chứng khoán hay hoặc đầu tư nếu mà chúng ta thấy vẫn còn rất là thú vị rất là hăng say rất là đam mê nhiệt huyết và rất là fomo thì khẳng định là các anh chị sẽ luôn luôn thất bại đúng không ạ bây giờ chúng ta đầu tư mà chúng ta cảm thấy nhàm chán với những cái cách làm lặp đi lặp lại thường xuyên ổn định hiệu quả và giao dịch bao giờ cũng có đúng có sai và đúng thì cho lợi nhuận lớn và sai thì cho chúng ta phải sửa sửa rất nhanh đúng không ạ thì là đúng nhé nếu các anh chị mà mua mà các anh chị chỉ muốn là lệnh nào cũng đúng thì chắc chắn là chúng ta đang sai anh chị nhé à, thì các cái nhóm ngành mạnh ở đây này thì các anh chị thấy một số nhóm ngành mạnh hơn nó cũng một số nhóm ngành thì vẫn mạnh từ trước với những cái dòng khá là lớn ở đây nó khá là nhiều nhưng mình chỉ tập trung mấy cái dòng thôi ví dụ như là về dịch vụ vận tải này hóa chất này đúng không ạ khai thác than này nông thủy sản này dầu khí này thép này đấy là những cái dòng cũng khá là mạnh và tại biển cũng khá là mạnh thì những cổ phiếu này thì các anh chị thấy đây là những cổ phiếu kim cương mà các anh chị uh, có thể giữ được giữ được các cổ phiếu kim cương nguyên lý của cổ phiếu kim cương thì mình nói rồi đúng không ạ đây các anh chị có hai nhóm là nhóm cancelim và dòng tiền nhóm thứ hai là đây đúng không ạ thì can -slim là những cổ phiếu trên nền và những cổ phiếu cancelim này mà thuộc những cái nhóm ngành mạnh cổ phiếu đi lên tốt thì chúng ta gọi là nhóm kim cương và những cái nhóm kim cương hoặc cổ phiếu ok đây này nó là những cổ phiếu mạnh nhất thị trường rồi có thể nó thuộc những cái nhóm ngành mạnh nhất thì nó là kim cương đúng không ạ còn nó không thuộc nhóm ngành mạnh nhất thì nó là cổ phiếu ok tuy nhiên thì nếu các chị nắm giữ những cổ phiếu mạnh như thế này này thì nó không chỉ nó lên cho các chị một hai phiên để các chị bắt đáy đâu đúng không nó lên cho các chị có thể 3 tuần 5 tuần hoặc một vài tháng và cho các chị lợi nhuận vài chục phần trăm cơ đó cho nên chúng ta khi tiếp cận đầu tư là chúng ta phải có một cái cách tiếp cận và một cái chiến lược cũng như là một cái cái quy tắc nó khi nào chúng ta chốt lời và khi nào chúng ta cắt lỗ khi nào chúng ta tham gia và khi nào chúng ta không tham gia đúng không quyết định mua quyết định bán và quyết định không làm gì cũng là những cái quyết định kiếm tiền trên thị trường chứng khoán đó là cái mình cũng chia sẻ với anh chị nha thì các anh chị có thể tạm dừng cái đoạn này lại để nhìn các cổ phiếu kim cương những cổ phiếu kim cương thông thường thì nếu thùng ma 10 cuối phiên thì mình cũng sẽ bán đúng không ạ các cổ phiếu ok này cũng vậy đều sử dụng ma 10 hết Ngoài ra một số những cổ phiếu nhóm trong nền thì các anh chị có theo dõi nhá Thùng 20 thì có thể xét bán. Là như vậy. Thì mình cũng, tại sao mà mình có nói với các anh chị lúc nãy là thị trường chung khối lượng kiệt rồi và sắp xuất hiện những cái nhóm ngành mới. Bởi vì các anh chị thấy trong những giai đoạn thị trường mà điều chỉnh. Thì khi những nhà đầu tư mà người ta nhỏ người ta ra hết rồi. Thì gần như là chỉ còn những nhà đầu tư bản lĩnh thôi đúng không? Những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Thì khối lượng giao dịch đương nhiên nó sẽ bé đúng không ạ? Đúng không? và thứ hai là các anh chị sẽ có những cái cổ phiếu mà nó tích lũy, nó sẽ kiệt vô lại, nó kiệt vô lại để làm gì? để bởi vì nó hết nhà đầu tư nhỏ lẻ thoát hàng rồi, đúng không? thì nó sẽ có những cái cơ hội nó lên. ok thì mình sẽ trở về đây để mình sẽ chia sẻ cho các anh chị những cổ phiếu kim cương trước nhé. các cổ phiếu kim cương vẫn là những cái cổ phiếu mà chúng ta cũng nói rất là nhiều, ví dụ như v, VSC này, đúng không? nắm giữ thôi, những cổ phiếu này vẫn nắm giữ được hh, ok nhé. hh này chạy nước rút rồi nhá, nó chạy có thể chạy một hai phiên nữa là nó cũng xây dụng. vtd, đúng không? dcm đạm rồi đúng không nó đang chạy nước rút đấy các anh chị cũng cẩn thận có thể nó cũng sẽ rơi rơi nếu mà nó rơi ở đây xong nó sẽ tích lũy lại kiệt vôn xong nó sẽ chạy nhịp mới nhé còn nếu mà nó chạy nhịp này có thể nó cũng sẽ sẽ dùng sẽ dùng dpm nắm giữ thôi các anh chị cứ nắm giữ nắm giữ ok dri nếu vẫn ok này đấy BGC, plp och nhé dah msr vpg ok nhé đấy tdn ok này PVD than đấy, cổ phiếu này rất ok nhé. ACL này thì ok này. À, ANV, ANV chạy khá là ổn nhé. Đây điểm mua vùng là vấn đề này. Sau mình phiên điều chỉnh này, lại mua lại bình thường, ok nhé. Đấy, PVG, DQC, DQC là bản thân mình chốt DQC ở phiên này. Bởi vì mình thấy nó chạy nước rút, mình chạy thế chạy. Mặc dù nó chưa rơi, chưa có up gì cả. Nhá, thì phiên này nó sẽ giống như đóng vai trò là mình đã chốt ở đoạn gần trưa phiên này. Nói chung cổ phiếu chạy nước rút thì mình sẽ chốt dần. Mình chốt ra Cũng oh, chạy ok này À, mình cũng nói thêm với các anh chị nhé, cái việc mà chúng ta chốt lời hoặc thanh lý cổ phiếu chúng ta sẽ dựa vào giai đoạn gần cuối phiên để chúng ta ra quyết định nhé, chúng ta sẽ không quyết định ở buổi sáng đâu, các anh chị ví dụ như cổ phiếu BR hoặc một cổ phiếu này, này buổi sáng nó cắm một tít tận dưới này đúng không ạ, xuống tận 20 này buổi chiều lại kéo lên, không? sao cả, không sao cả nhé. VTV <laughs> này chạy ổn tốt này, này cũng rung lắc mạnh này, Đấy, PVC đúng không? PVC sau chạy nước rút thì hôm nay là bán ra và khối lượng khá lớn rồi đúng không? Người ta cũng chốt lời khá nhiều. PVD như thế này, PVD chuẩn bị chạy nước rút nhé. Đấy, PVS OK nằm giữ này, với cổ phiếu đất rất là mạnh, ACC, VTO OK này, đấy, PIT này chạy với rất kinh này, đúng không? OGC, OGC nắm giữ được, đấy, DDG OK, à, AAS OK, đấy, KLB này thì hơi lỏng nhưng mà nó cũng là cổ phiếu đi lên đang đi lên, PVB ok nhé giữ được SVD nằm giữ được AKM ok FMC FMC này thì uh, chúng ta có thể sẽ vẽ lại nó sẽ có một cái gì vào đây nói chung kỹ thuật giao dịch chứng khoán chỉ là vẽ những cái hình bóc thôi vẽ nền thôi nó chỉ nó có thế thôi cái quan trọng nhất gai này ok này Đấy. pxt ok này hút rồi ok này hút lại đang chạy nước rút nhá sau sẽ chạy rút này bản thân có mấy bạn mình cũng chia sẻ cổ phiếu này thì cũng đã cho lời rồi nên chị nhé đấy pc1 pc1 sau hai phiên chạy thì hôm nay có hình thành cái gap và cái upthrust vẫn ok nhé vẫn ok lút này ok chúng mấy cổ phiếu đều ok dgc 4 g dst ok nhé gmd ok đấy hda ok chị nhé cổ phiếu này ổn nhé KOS này thêm này bùng nổ này mặc dù là nó không có khối lượng nhưng nó là cổ phiếu chạy png png này thì nó đang ở trong nền nhé quay lại nền rồi cng cng vẫn chạy ok nắm giữ được đấy PVT thì đây là các cái cổ phiếu kim cương hiện tại và nó chính là những cái những cái giống ngành mạnh nhất gần đây anh chị nhé thì uh, sau khi mà thể nhìn điều chỉnh thì có thể những cổ phiếu này sẽ tích lũy lại và chạy tiếp nền hai hoặc là không có thì các anh chị có thể xem những cổ phiếu kiệt vô này này đây, nhá, đây là cổ phiếu kiệt vô nhé các anh chị bấm đây các anh chị nhìn này Đó, các anh chị chọn những cái uh, ngành thông thường nếu mà các anh chị thấy á uh, cái, tại sao mà chúng ta lại có cái nói về ngành ngành nghề đúng không bởi vì những cái cổ phiếu trong cùng nhóm ngành nó sẽ có đặc tính hoạt động giống nhau tức là có thể rất có thể đồng đồng thời vượt nền có thể đồng thời tăng giá và có thể đồng thời kiệt vô thì chúng ta nhìn đây sẽ có thấy này. Đấy, ví dụ như là, ví dụ các cổ phiếu bất động sản khá là kiệt vốn thì theo mình thấy là nó có thể nó sẽ có một nhịp chạy sắp tới cái gì thấy gần như khối lượng nó bắt đầu kiệt dần rồi đúng không khối lượng kiệt dần này DID này chúng ta quan sát thôi ví dụ KBC KBC sau với phiên rũ này phiên này là phiên bán ra rất mạnh này phiên này là phiên rũ dây kéo lên này đúng không phiên này là phiên test này KBC này là cổ phiếu cũng là kiệt vốn nhé KBC là cổ phiếu kiệt vốn ở những cổ phiếu này vốn kiệt dần rồi sell này TDC này kiệt volume thấp này tất nhiên là hình mẫu nó chưa đẹp nhưng mà khối lượng nó đang kiệt đấy chứng khoán có hai cổ phiếu này CTS kiệt vô này VND thì nó trần đúng không ạ? đấy ngân hàng ngân hàng rất nhiều cổ phiếu kiệt vô này anh chị kiệt Vô này đấy khá kiệt này đúng không ạ kiệt vô này chúng ta chưa cần mua nhé chúng ta không không mua nhiều chúng ta quan sát thôi bởi vì sau một cái nhịp này thì có thể nó sẽ đổi dòng nhé ngân hàng kiệt vô này vừa đã xây dựng này đúng không ạ kiệt vô này xây dựng này đúng không kiệt vô đấy thì có hai cái dòng mà các anh chị có thể quan sát trong giai đoạn sắp tới là bất động sản bất động sản và chứng khoán và ngân hàng xin lỗi bất động sản và ngân hàng là hai cái dòng kiệt vô thì có thể nó sẽ có cái nhịp chạy sắp tới thì uh, chúng ta cứ giữ quan sát thôi uh, ở đây thì mình cũng nói chuyện là rất nhiều anh chị là muốn chúng ta kiếm tiền trong suốt năm suốt cả năm trời đúng không ạ chúng ta không thể làm thế được và không bao giờ làm thế được anh chị trừ khi các anh chị đầu tư giá trị và các anh chị mua vài năm còn nếu chúng ta đầu tư những cái nhịp ngắn thì chắc chắn chúng ta phải chốt lời và chúng ta phải ra khỏi thị trường đúng không ạ nguyên lý của chúng ta là đúng là phải lợi nhuận cao và sai chúng ta sửa đúng không ạ có rất nhiều lúc mà chúng ta đúng rồi mà chúng ta không chốt chúng ta sẽ sai đúng không ạ mà nó sai thì nó mới đến đúng nếu các anh chị mà cứ giữ cổ phiếu dài cũng không được mà không phải lúc nào chúng ta cũng mua được trong những điều kiện nó bất lợi về mặt thị trường chung thì cái việc tốt nhất là chúng ta giữ tiền mặt bởi vì chúng ta là những nhà đầu tư cá nhân đúng không? Chúng ta vào rất là dễ và ra rất là dễ thôi. Thì đó là cái chia sẻ là chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi như chị nhé. Thị trường thì vẫn chưa có thể nếu ngày mai mà nó test, tức là test là gì? Tức là nó bán ra về khối lượng thấp thì chúng ta có thể thăm dò với một vài cổ phiếu ở nhóm ngân hàng hoặc là bất động sản. Nhưng nó chỉ mang ý nghĩa là thăm dò thôi. Còn ngoài ra là các anh chị ưu tiên vẫn phải nắm giữ các cổ phiếu kim cương ở trong các nhóm ngành mạnh nhất như chị nhé. Thì đó là cái chia sẻ cũng nhận định của mình về cái nội dung thị trường ngày 9 tháng 3 và nhận là xin lỗi. Ngày 10 tháng 3 và nhận định cho ngày 11 tháng 3. Ngày mai thứ sáu cuối tuần sắp tới. Thì hy vọng là những cái nội dung chia sẻ thì cũng phần nào giúp ích cho anh chị trong cái việc là uh, quản lý cái, cái 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 danh mục của mình cũng như là cái cách có cái cách tiếp cận tư duy nào đấy mà anh chị có thể học được hoặc là có thể đúc rút ra được, được một bài học gì đó thì đó là cái mong muốn của mình. Và các anh chị uh, đừng quên là đăng ký kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất. Và các anh chị ủng hộ kênh bằng cách cũng chia sẻ kênh với những cái nhà đầu tư khác, những cái bạn của các anh chị để có cái uh, để có thể hỗ trợ kênh được uh, ủng hộ kênh được nhiều hơn. Ok, cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị đầu tư thành công và may, may mắn. Các anh chị đừng quên đăng ký cái khóa học này anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị.